Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung đồng chủ trì hội nghị. Ngay sau khi Trung ương ban hành nghị quyết số 25, kết luận số 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 25, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động số 31 ngày 25 tháng 10 năm 2008 về thực hiện nghị quyết số 25. 15 năm qua, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác thanh niên. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến thanh niên, qua đó, vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác thanh niên của tổ chức đoàn hội tiếp tục được khẳng định. Bên cạnh đó, việc tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao tri thức, trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Trong giai đoạn 2017-2023, hơn 2.896 học sinh sinh viên được trao học bổng với trị giá hơn 10,5 tỷ đồng hội nghị cũng chỉ ra những thách thức đặt ra đối với công tác thanh niên giai đoạn tới khi những biểu hiện tiêu cực của kinh tế thị trường đang có xu hướng gia tăng lan truyền trong đời sống xã hội đặc biệt là thế hệ trẻ tác động sâu sắc đến tư tưởng tình cảm lối sống của thanh niên